Xin kính chào các quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình. Tiếp theo cái bài báo cáo của Thạc sĩ Ngô Lê Lâm về vấn đề kỷ nguyên của can thiệp trong cái kỷ nguyên thuốc điều trị toàn thân, thì tôi cũng muốn xin phép được đưa đến một cái bài báo cáo về cái vấn đề là phối hợp điều trị đa mô thức trong HCC. Và trong đấy có một ca lâm sàng, và qua cái ca lâm sàng này chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về với việc phối hợp điều trị trong cái vấn đề đa mô thức. Như ta đã biết, ung thư gan nguyên phát ở Việt Nam là một ung thư có tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong hàng đầu. Và Việt Nam thì ở cái vùng dịch tễ viêm gan B và viêm gan C, đa số bệnh nhân thường là phát hiện muộn và ít có biện pháp điều trị hiệu quả. Chính vì thế mà cái việc điều trị để đưa đến một cái thách thức đối với các bác sĩ lâm sàng. Và qua đây tôi cũng xin phép được đưa đến một cái ca lâm sàng đã được điều trị tại khoa chúng tôi. Và cái đây là một trong những cái ca cũng có một cái sự phối hợp điều trị giữa tại chỗ và toàn thân, và một cái trường hợp mà cũng rất hạn hữu và thành công cho đến ngày hôm nay. Một bệnh nhân nữ sinh năm 81, tháng 6 2011, là chuẩn đoán u gan trái, được phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện Việt Đức và giải phẫu bệnh là HCC độ 3. Tháng 12 năm 2011 đến tháng 3 năm 2013 thì bệnh nhân tái phát và điều trị tây và tiêm cồn 6 lần tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tháng 5 năm 2013 thì bệnh nhân vào viện ca với chuẩn đoán là HCC tiến triển sau can thiệp tại chỗ, trại điểm chai put A. Trên CT scan thì nhiều nốt giảm âm tại gan giải rác, không xâm lấn mạch, khối lớn là 6x5cm và không có huyết khối tĩnh mạch cửa, không có di căn ngoài gan, chỉ số ăn 3FP là trên 3000, không có viêm gan B và viêm gan C. Với đánh giá hiện tại của bệnh nhân này thì cũng vẫn xác định bệnh nhân là ở giai đoạn trung gian, và chúng tôi quyết định là vấn đề là điều trị toàn thân, điều trị Nosava với liều là 800mg một ngày và chia 2 lần, bắt đầu với liều khởi đầu. Trong thời gian điều trị từ tháng 5 2013 đến tháng 7 năm 2014 thì bệnh nhân có một đợt giảm liều xuống 400mg một ngày và tăng dần trong 2 tháng do độc tính của Hanford syndrome, sau đó tiếp tục với liều 800mg với dung nạp tốt. Bệnh nhân từ tháng 7 năm 2014 với CT ổ bụng là tổn thương gan có xu hướng tăng lên, khối lớn nhất là 6x7cm và không có huyết khối tĩnh mạch cửa, chưa có tổn thương ngoài gan. Và lúc đấy là bác sĩ đã quyết định là chuyển điều trị tây một chu kỳ tại bệnh viện 408. Đây là cái hình ảnh mà quá trình diễn biến trên hình ảnh của bệnh nhân từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019. Các chỉ số alpha FP và cái hình ảnh bệnh nhân thì thực tế là từ 2015 tới đến 16-17 là bệnh nhân là tương đối là ổn định và cái đáp ứng là khá là tốt. Thì bắt đầu đến năm 2018 thì bệnh nhân có cái sự tiến triển trở lại, và đến năm 2019 thì là tiến triển rất là rõ và chỉ số alpha FP là rất là cao. Và đến tháng 10 năm 2020 thì với cái hình ảnh phim chụp MRI là có nhiều khối tổn thương nhu mô gan, khối lớn là 130 x 65 x 45mm, không có tổn thương ngoài gan và cái chỉ số alpha FP là 224 mg/ml. Và lúc đấy cái giai đoạn của bệnh nhân đã chuyển sang cái chai bút P và kết luận là bệnh tiến triển. Hiện tại thì thời điểm đấy thì bệnh nhân rất là mệt mỏi và có rất là nhiều cái tác dụng phụ, cho nên là bệnh nhân là xin dừng điều trị và không có cái phương án điều trị tiếp theo mà chuyển sang cái chăm sóc giảm nhẹ ở tại nhà. Và cái qua cái ca lâm sàng này thì chúng tôi cũng có một số những cái vấn đề chúng ta cần bàn luận. Đấy là cái chỉ định tây và tiêm cồn. Và cái 6 lần tây và tiêm cồn này đã hợp lý trên bệnh nhân này chưa? Và cái trên bệnh nhân này thì chúng ta có nên tiếp cận sớm với điều trị toàn thân hay không? Theo khuyến cáo của BLCC 2022 là khuyến cáo điều trị HCC thì cái giai đoạn trung gian là một cái giai đoạn là không đồng nhất. Chúng ta đã biết rồi, những cái tiêu chuẩn lúc nãy bác sĩ Lâm cũng đã nói là nó rất là đa dạng, tức là có thể điều trị tuyệt căn bằng ghép gan hay là can thiệp tại chỗ, hoặc là có thể can thiệp tại chỗ đơn thuần, hoặc là có thể là điều trị toàn thân. Đấy là một trong cái giai đoạn mà rất là cần sự thách thức và cần cái sự tóm lại là cân nhắc của bác sĩ điều trị. Và với cái giai đoạn này thì tây được khuyến cáo
trên những cái đối tượng HCC, những bệnh nhân có u xác định và tăng sinh mạch rõ, nó xác định được cái gánh nặng khối u và có khả năng tiếp cận được với cái chọn có chọn lọc và động mạch khối u. Chính vì thế mà và những cái bệnh nhân mà ở cái ngoài cái tiêu chí up to 7 ở cái giai đoạn trung gian này thì lại là một cái bệnh nhân mà chúng cái nhóm bệnh nhân chúng ta có thể nói là dễ kháng trị với tây. Trên cái sơ đồ này chúng ta thấy là cái giai đoạn không đồng nhất ở giai đoạn trung gian thì chúng ta đã thấy rất là rõ từ cái tổn thương là kích thước nhỏ, số lượng u ít cho đến những cái tổn thương kích thước lớn và cái số lượng u rất là nhiều, có thể lên đến 10 u vẫn xếp vào giai đoạn trung gian. Và với cái giai đoạn này thì chúng ta không thể là đánh đồng và điều trị đồng nhất theo một phương án nhất định, và cho thấy rằng là ở cái nhóm mà up to 7 là cái nhóm là sẽ dự kiến là kém đáp ứng với tây và có khả năng kháng tây nếu chúng ta quyết định cái điều trị can thiệp mạch tại chỗ. Với cái định nghĩa kháng tây và thất bại về kháng trị trong nghiên cứu thì theo Hội Ung thư của Nhật Bản cũng đã đưa ra một cái guideline vào năm 2014. Thứ nhất là hai hoặc nhiều hơn liệu trình làm tây liên tiếp mà cái đáp ứng không hiệu quả biểu hiện ở khối u được điều trị và cái tổn thương còn sót lại là lớn hơn trên 50%. Thậm chí sau khi đã thay đổi hóa trị hoặc là cái điều trị phân tích lại động mạch nuôi khối u thì đánh giá trên MRI hoặc CT sau 1 đến 3 tháng thực hiện tây chọn lọc, hoặc là hai hoặc nhiều hơn cái liệu trình tây liên tiếp bị tiến triển ở gan và cái đáp ứng khối u cũng được đánh giá trong vòng 2 tháng sau khi làm tây. Trong đánh giá đáp ứng thì chỉ bao gồm những bệnh nhân có nồng độ alpha FP là trên 20 nanogram trên ml, và tiêu chuẩn thứ hai là cái dấu ấn sinh học, tăng liên tục dấu ấn sinh học ngay sau khi thực hiện tây dù có thể tiên lượng giảm nhẹ thoáng qua. Ví dụ tăng alpha FP liên tục được đánh giá trong vòng 2 tháng sau khi làm tây, tăng trên 20% so với giá trị ban đầu trước mỗi làm tây. Và đánh giá thứ 3 tức là cái biểu hiện của xâm lấn mạch máu đại thể, và thứ 4 là biểu hiện thâm nhiễm ngoài gan. Và chỉ cần một trong 4 tiêu chuẩn trên là được xem với lại thất bại với tây. Chúng ta sau khi những cái việc đấy chúng ta có thể cân nhắc cái việc là chuyển hướng điều trị. Và cái điều trị HCC thì không chỉ là một lựa chọn một chiều, tức là chúng ta không phải là chỉ điều trị tiệt căn rồi đến điều trị tại chỗ tại vùng hoặc là điều trị toàn thân, mà chúng ta có thể kết hợp việc điều trị tại chỗ tại vùng, điều trị toàn thân, hoặc là chúng ta có thể được kết hợp điều trị toàn thân sau đó quay lại có thể RFA hoặc là ghép gan hoặc là tây. Trong cái bài báo cáo trước của bác sĩ Lâm cũng đã nhắc đến là có những cái bệnh nhân điều trị toàn thân rồi và cũng có thể cân nhắc đến cái việc là quay trở lại là làm tây. Và cái việc hội chẩn đa chuyên khoa trong cái phương án quyết định trước khi điều trị là một cái phương án là rất là cần thiết. Trong cái trong bệnh viện chúng tôi thì có một cái tiểu ban là gọi là tiểu ban gan mật tụy, cũng có phối hợp với bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ can thiệp hình ảnh, chẩn đoán hình ảnh để quyết định cái việc là điều trị cho bệnh nhân thế nào là hợp lý nhất. Và qua một số các nghiên cứu của thế giới thì có thấy rằng là cái việc hội chẩn đa chuyên khoa nó đã tăng cái tiếp cận điều trị sớm và cải thiện sống còn cho người bệnh. Một cái nghiên cứu static ở Nhật Bản cho thấy cái việc tây kết hợp với sorafenib đã cải thiện và kết quả lâm sàng trên bệnh nhân HCC đã quá chỉ định phẫu thuật. Bệnh nhân với liều uống sorafenib 400mg ngày trong 2-3 tuần trước khi nằm tây đầu tiên, sau đó ngừng 2 ngày và tiếp tục uống sau 3 ngày làm tây và tiếp tục uống với cái liều sorafenib 800mg ngày thì tiếp tục tây sau đó khi có đúng chỉ định và cái khối u thăng sáng còn trên 50% so với ban đầu và đánh giá hình học mỗi 8 tuần. Đây là cái nghiên cứu ở Nhật và đã cho thấy một cái kết quả rất là tốt, đã được báo cáo ở ASCO năm 2021. Thì cho thấy cái nhóm mà ở làm tây kết hợp với sorafenib là cho cái thời gian PFS là 22,8 tháng so với cái nhóm mà tây đơn thuần là 13,5 tháng và OS là 36,2 tháng so với nhóm tây đơn thuần là 30,8 tháng. Và cái thời gian mà đến di căn ngoài gan và xâm lấn mạch cửa ở cái nhóm tây cộng sorafenib là cũng tốt hơn rất là nhiều, là 22,5 tháng so với nhóm tây đơn thuần, và nó kéo dài cái khoảng cách giữa các lần làm tây với nhau.
Và cái cập nhật mới nhất của nghiên cứu này vào năm 2022 cho thấy ở cái nhóm này là cái nhóm đối với cái nhóm xếp loại của Kimchi B2, tức là cái nhóm mà ngoài tiêu chuẩn up to 7 ấy, thì cho thấy là cái PFF là cái nhóm Tây kết hợp với sorafenib là lên 22,1 tháng so với nhóm Tây đơn thuần là 9.0 tháng. Và cái kết quả OS cũng rất là ngoạn mục, tức là 36,3 tháng so với 25.0 tháng. Và qua cái nghiên cứu thấy rằng cái thời gian mà kéo dài cái thời gian tiến triển bệnh và kéo dài cái thời gian xuất hiện xâm lấn mạch hoặc tăng sinh mạch ở cái nhóm của Tây cộng với sorafenib là cho cái thời gian là 31,3 tháng so với Tây đơn thuần là 4.0 tháng. Thời gian di căn ngoài gan là 15,7 tháng so với cái nhóm Tây đơn thuần là 6.9 tháng. Và cái thời gian tính tổng thời gian tiến triển là 22,5 tháng nhóm kết hợp so với 36,3 tháng ở cái nhóm Tây đơn thuần. Qua cái con số này thì ta thấy rằng là một cái chênh lệch giữa hai nhóm là rất là ngoạn mục. Và thêm một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu Optimist cho tiếp tục cái vấn đề là Tây hay là chuyển đổi sang sorafenib. Nếu chúng ta cảm thấy là Tây thất bại hoặc kháng trị, chúng ta chuyển đổi sang sorafenib sớm thì kết quả thế nào? Nếu chúng ta mà không chuyển đổi hoặc là chuyển đổi có trì hoãn thì với cái nhóm bệnh nhân điều trị với sorafenib ngay sau khi không phù hợp với Tây, thì với cái nhóm thứ hai là Tây thất bại, sau đó bệnh nhân ngừng một thời gian, nghỉ một thời gian rồi mới tiếp tục đến điều trị toàn thân, và một cái bệnh nhân là chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ luôn, thì cho một cái tỷ lệ là với trước cái thời điểm đấy ép cặp thì cái nhóm thứ nhất là 16.2 tháng và cái nhóm thứ hai là 19.8 tháng. Nhưng sau khi mà ghép cặp ở cái ở sau thì thấy rằng là ở cái nhóm thứ nhất mà tiếp cận với sorafenib nó cho cái thời gian là 16.2 tháng và ở cái nhóm thứ hai là chỉ có 12.1 tháng. Và qua nghiên cứu này thấy rằng cái hiệu quả qua mỗi lần làm Tây nó làm ảnh hưởng lên cái chức năng gan của bệnh nhân như thế nào, và thấy rằng là với những cái bệnh nhân mà được làm Tây nhiều lần, trên cái sơ đồ này chúng ta thấy rằng là với những cái lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, lần thứ tư mà bệnh nhân được can thiệp thì thấy rằng là các chỉ số và cái thời gian đáp ứng toàn bộ một phần rồi ổn định tiến triển là giảm rất là nhiều. Và qua cái số liệu này cho thấy rằng là sau mà 4 lần làm Tây ấy, thì còn là ít hơn 15% tổng số bệnh nhân được tiếp tục làm Tây. Và cái chức năng gan nó quyết định với quyền lợi, lợi ích và các biện liệu pháp phía sau. Trên một bệnh nhân ung thư gan thì ta thấy rằng rõ ràng là có hai bệnh cảnh đi song song với nhau, một là bệnh cảnh ung thư và một bệnh cảnh là xơ gan, và hai cái này nó đều là rất là quan trọng để quyết định cái việc điều trị. Chính vì thế mà chúng ta điều trị một cái phương án nào mà chúng ta có thể là càng kéo dài được thời gian bao nhiêu và càng có thể bệnh nhân có thể tiếp xúc được với nhiều các line điều trị bao nhiêu thì bệnh nhân có thể là có những cái thời gian sống thêm là kéo dài bấy nhiêu. Chính vậy, vì vậy mà cái chức năng gan nó rất là quan trọng với bệnh nhân, mà chúng ta nếu chúng ta chọn những cái bước điều trị mà sai lầm thì chúng ta sẽ đưa cho bệnh nhân là chuyển đến cái tình trạng suy gan càng nhanh. Và sau cái mỗi lần điều trị thì là cái chức năng gan đã được giảm đi rất là nhiều, và cái điều này nó quyết định cái thời gian sống thêm của người bệnh. Cái việc chuyển điều trị toàn thân đúng thời điểm nó giúp kéo dài thời gian sống của bệnh nhân ở những cái bệnh nhân mà trung gian kháng trị với Tây. Qua hai cái nghiên cứu này của tác giả của Nhật Bản cho thấy là cái nhóm mà chuyển sorafenib sớm và cái nhóm mà cái tiếp tục làm Tây thì nó rõ ràng là thấy rằng là cái thời gian sống nó của OS là 25.4 tháng so với 11.5 hay là 24.7 tháng so với 13.6 tháng, và cái khoảng cách giữa hai cái nhóm này nó rất là xa nhau. Và qua cái bài báo cáo này cho tôi có đưa một số ra một số kết luận là cái việc Tây là được khuyến cáo để điều trị cho ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn trung gian. Tuy nhiên, cái sử dụng Tây lặp lại nhiều lần nó không chữa khỏi hoàn toàn rất là nhiều ca bệnh, dẫn đến tình trạng kháng trị và tăng nguy cơ bệnh tiến triển và suy giảm chức năng gan. Tây kết hợp với sorafenib ngay từ đầu
cải thiện kết quả điều trị và thể hiện qua sự gia tăng PFF 13,1 tháng và OS là 11,3 tháng so với Tây đơn thuần thể hiện ở cái nghiên cứu STATIC. Và cái chuyển đổi sớm từ sorafenib sang sorafenib sớm sau khi kháng với Tây nó giúp giảm cái biến cố và cải thiện OS thông qua cái chúng ta đã biết qua cái nghiên cứu Optimist. Và chúng tôi xin kết thúc bài báo cáo ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp.